luôn, ngồi đây luôn, giờ vô tiền ngồi đây luôn để cho nó rõ ràng. Cái vé này là bạn được tặng hồi nãy, thật ngồi không có chặt hãng đó nha. Nghiêm túc rồi ngay bây giờ trong loại này và siêu đặc biệt và một trai dưới còn một vé cuối tay quý vị đầu tư liền 70.000 đồng một vé với tặng phẩm iPhone. Và xin nhắc lại một lần nữa, nếu trong trường hợp mình kinh trùng thì kính mời em quý vị sẽ kiểm tra banh lại đứng hình hàng ngang, sau đó em sẽ nhờ chị gái quay lần cầu để chọn ra một người may mắn nhất mà thôi. Quý vị còn lại nhận giúp chị em và được cái lập xưởng tôi biết bà lộ về một con gấu bông nha. Rồi anh nghĩ là cho nó xuống dưới rồi chứ chị, tao đâu có ai kêu nó lên đây đâu, tao đâu có kêu đâu mày gọi. Thì mọi người phải thấy mà mày ngồi sao mà người ta không có thấy vé mà người ta thấy cái chỗ khác của mày. Cái đó, mày kéo cái người mình lên nó tới lúng rồi kìa. Rồi, quý vị ơi, ngay bây giờ mình bắt đầu mình cho chưa được quý vị? Cho được chưa? Em xin nhắc lại, chúng ta sẽ có bốn nghệ sĩ Sang Sang, Ẩn Ẩn và chị Lan Kim Quyền. Hà Lộ sẽ kêu cho quý vị dò, cho quý vị không kìm. Thì quý vị cứ giơ tay lên, em đọc lại cho quý vị dò ha. Và trong trường hợp mà Kim Trùng thì nhớ em chỉ có một người may mắn được giải nên chúng ta không chia giải thưởng quý vị nha. Và ngay bây giờ Thanh Huy còn 4 vé và cơ hội chót của ai? Và hốt giùm em và Thanh Huy 4 vé. Rồi, còn giờ lại thẳng lên Huy, Huy trên thẳng lên luôn. Rồi, 4 vé cuối tay. Ngay bây giờ, anh biết chia tay, hướng mắt sân khấu bắt đầu. Giờ số siêu đặc biệt iPhone 14 bắt đầu. Woo! Quay đều làm cầu phải không? Mấy em mời chị xuống đi, em mời đại diện khác đi. Dạ, đại diện bà phải phải quay nha. Không, mỗi một trái chị phải quay một hai lần. Dạ, chị đừng có đừng. Dạ, bây giờ bỏ cho quay lại nha. Bỏ cho quay lại rồi, ok. Đó, vậy nó công bằng quý vị, cho nên quý vị cũng là quyền lời của mọi người mà, cho nên mọi người phải ok. Dạ, chị hiểu chưa? Chị hiểu chưa? Có nghĩa là mình phải đảo đều. Dạ, rồi. Được chưa quý vị? Cái nào không ok quý vị cứ nói em dừng lại nha. Rồi, ngay bây giờ bắt đầu giao số vô. Mấy chị đã số chị đã mấy chị đây, mấy chị đã mấy chị đã ba chị đã ba chị đã ba chị đã chúng anh tài quá thật là trai, thường chúng giám thì là trai trai là trai là đuốc anh trai. 32 vô 32 số đầu tiên, trời ơi gặp mũi 32 số đầu tiên. Mấy chị đã 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 lòng con nước dài lòng con giường ha bồng con lên non mà hai cái anh chạm từ nhà tận dài ha bộ côi 11 ơi con 11 con 11 con 11 con 11 con 11 đời ra con mấy số gì đây số gì đã sinh gì đã sinh gì đã ba mươi sáu
chưa có lớn bây giờ tôi biết hết trường con 19 con 19 con 19 con mấy chị nam mấy chị na mấy chị na tôi chị na mấy chị na con mấy chị na mấy chị na anh Thảo ơi em đây không anh nè buồn anh nè buồn lời vui nói với ai không sao từ đây chỉ đôi đường đôi nhà buồn lời vui Bây giờ tụi mình diễn viên cùng rồi. À đúng rồi, đúng rồi.
hơi cao nha. Có cái bài hát trộn gì đây, trộn gì đã hai gì đây, hai gì đã, hai gì đây, có hai gì đã, có hai gì đây, có hai gì đã, có hai gì đã. Làm quê thay đổi từng giây, người quê cũng chẳng đổi thay. Nhịp sống như nơi đây, lòng dân trước sau tròn kín. Lần đầu tiên anh tới miền Nam. Rất nhiều rồi, xin ban nhà chúc mừng là đổi lại nha. Không có hát mình phát mấy cái buộc đó, giống như trước nữa là tắt đường chim, không có một bài nào hết á nha. Bỏ luôn cái sâu. Dạ, rồi, ngay bây giờ 28 độc giải. Nhưng mà chị gái em nhờ chị ở lại nha. Những cái băng mà em ok, em xin được phép bỏ vô đây nha. Kính thưa quý vị, chúng ta có 4 chủ nhân may mắn đồng giải và em xin mời chị gái sẽ di chuyển qua đây ạ. Để sẽ đưa mic cho quý vị con chị Sang đi. Rồi, ok. Rồi, kính thưa quý vị, đầu tiên em xin phép đối chiếu lại mã số vòng loại 5040 và vé đầu tiên của anh trai với các con số may mắn. 28 có 1, 34 có 2, 10, 30 mấy? 34 34 chưa có. 34 có chưa quý vị? Có 31 thôi. 34 là của mình. Có 31 chưa có 34 nha. Và một chủ nhân quý vị. Yeah, yeah, yeah. Rồi, 28 có 1, 31, 31 có 2, 16 có 3, số 1, số 1 có 4, dòng loại 5040 hợp lệ. Dạ, chúc mừng đúng không chị? Dạ đúng rồi. Ok, một chủ nhân. Chủ nhân thứ hai 5049. Ok luôn. Dạ. 28 có 1, 31 có 2, 16 có 3, số 1 có 4. Dạ có. Dạ hợp lệ luôn. Dạ chúc mừng anh. Tiếp theo 5039 hợp lệ luôn. Số 1 có 1, 16 có 2, 28 có 3, 31 có 4. Đúng không chị? Dạ đúng. Ok, em cảm ơn anh luôn. Dạ chúc mừng cho ba chủ nhân. Và bây giờ em mời chị ở lại một chút xíu nữa. Kính thưa quý vị, vậy là chúng ta đã có ba chủ nhân hợp lệ. Em xin mời anh ba bước ra hai bước vào trước giữa chánh điện giùm em. Dạ rồi đó. Để làm gì? Chúng ta sẽ tới giây phút quyết định. Ai sẽ là người hút cái hôn về tối nay? Ai sẽ là người lấy nửa ký lập sự về ăn chơi? Dạ, kính thưa quý vị, giờ phút quan trọng này chúng ta sẽ được biết ngay bây giờ. Trong khi đó, bắt đầu phục vụ cho lời tiếp theo, đúng không? Quý vị sẽ còn nhiệt tình. Chị Quyên, để cho chị gái làm. Dạ, rồi, ok. Ngay bây giờ, chị gái sẽ bắt đầu đảo đều anh lại cho em 180 lần nha. Đếm chừng nào đủ 180 lần, định sổ. Rồi, ngay bây giờ, từ trái sang phải luôn theo thứ tự nha. Xin mời anh Công hát, xin mời chuyển về trước anh ra. Số mấy gì đây? Hút này quan trọng cái gì? Anh vị trí mình đứng kia vị trí mình là hai anh đứng giữa sát mai mai. Rồi, ok. Rồi, anh trên cái này qua đây, qua đây. Dạ, rồi, ok. Dạ, theo thứ tự, đúng thứ tự để mọi người không có hiểu nhầm. Rồi. Cứ đúng cái gì? Ngay bây giờ, lời xin được phép công bố từ phía này, anh có thể đưa bánh em được chưa? Anh coi chưa? Câu rồi phải không? Anh có được tự tin không? Không, anh được. Ủa? Dạ, 60 con mà lắc đầu là sao ta? Trời ơi! Rồi, em hỏi anh chưa có tự tin không? Dạ, anh có tự tin không anh? Vậy thì anh hãy đặt con băng vào trong lòng bàn tay của em và duyên may mắn. Dạ. Dạ, những lần trước là cái tình dân rất thúi hẹo cái gì nha. Không biết tình này để lần này em coi tụi con có thúi không nha. Rồi, chứ đâu có gì, hàng đơn vị của anh trai áo xám là con số 7. 7, và hàng đơn vị của anh đây là con số 8. Dạ, rồi lớn hơn xin mời con bố trước. Dạ, của anh là 48 cùng với chị. Yeah, tự tin là phải rồi nha. Yeah. Anh có hơi buồn chút xíu. 27 thôi vậy. Dạ, yeah, còn của anh trai. Để xem nè. Anh có thể di chuyển bên trong mình nhận quà giùm em nha. Trời ơi là trời, sao mày luồn dưới nách như vậy? Cái mồ hôi nách mày nó mất con số rồi bây giờ. Dạ. Yeah. Trời ơi, anh ơi. Đúng là 30 chứ phải là Tết chị ơi. Không ngờ luôn. Bởi 31 này còn chưa Tết nè. Trời ơi. Bởi 31 trời ơi. Dạ, xin chúc mừng anh trai. Dạ, của anh là con số 15.
anh Hoàng thay nhận cho em một nửa cái lịch sử tuần qua nha. Chị gái nhận cho em một con gấu luôn. Rồi, kính thưa quý vị, này là chúng ta đã có chủ nhân may mắn nhất với con số 48 thú vị. Hãy quá. Anh em hỏi anh tên gì và từ đâu đến được không? Anh Tùng đến từ Bản Nôn. Dạ, nếu mà không ngại anh có thể tháo khẩu trang ra được không? Dạ, tại vì nó cũng khó cho em lắm. Dạ, tụi em là không bị Covid rồi đó. Dạ, dạ. Nhưng mà muốn rõ ràng để thôi bà con mình nói giống như chúng bị lót vậy đó. Cũng khó lắm. Dạ, và bây giờ em xin trao cái bản tượng trưng cho anh nha. Đã dặn rồi, cái nhà chào mừng này là công sức của chị em nguyên một đêm diễn quăng hết. Không thì không mở luôn, hoặc là mở cái nhà của em cũng được, đúng không? Chứ đừng có mở, mở xong rồi công sức livestream nguyên một buổi quân anh em bỏ hết, đổ xong đổ biển không có 1.000 bỏ túi luôn á. Mất luôn cái tiền mà người ta review cho mình luôn á. Không có bài khác là không mở. Dạ, em hồi nãy em nói bằng tiếng Việt mà. Rồi, ok, đây em xin trao một cái bản tượng trưng cho anh trai nha. Dạ, khi mà anh trai đã nhận xong, có nghĩa là anh là người đoạt giải cái iPhone 14 mới nhất này. Anh trai em hỏi là nãy em mua bao nhiêu vé? Một vé một thôi hả? Dạ, anh tên gì và đến từ đâu, giới thiệu lại giùm em được không? Đến từ Nguyễn Long. Dạ, anh Tùng đến từ Quảng Nam. Dạ, rồi. Chúc mừng anh Tết này có iPhone 14 xài. Anh di chuyển qua bên trong giúp cho em để mà mình làm một cái biên bản hát cho anh là người. Dạ. Để là anh là người trúng thưởng. Dạ. Kế thú vậy có gì mua có một vé thôi. Dạ. Dạ. Trời hay quá. Và chàng trai may mắn nhất cho buổi tối hôm nay đã lộ diện rồi.